Bật lửa Dupont Sơn Mài, kỹ thuật độc đáo làm nên thương hiệu. Thương hiệu cao cấp ST Dupont không còn xa lạ trong giới chơi bật lửa. Bật lửa Dupont Sơn Mài là một trong những dòng cực kỳ được ưa chuộng. Ambe sẽ giới thiệu cho các bạn bật lửa Dupont Sơn Mài độc đáo qua video này nhé. Nguyên liệu và kỹ thuật sơn mài cao cấp. Chất liệu sơn mài được lấy từ một loại cây thiên nhiên quý. Đây là loại cây lấy nhựa sinh trưởng tại vùng Đông Á, loại nhựa dùng để tạo nên chất liệu sơn mài. Sau đó, những thành phần pha chế được cân đo và trộn với nhau cùng sản phẩm, theo tỷ lệ nhất định. Trước khi được dùng để phủ lên sản phẩm, chúng được chất lọc thêm một lần nữa. Mỗi lớp phủ lên phải được sấy khô hoàn toàn trước khi phủ lớp kế tiếp. Nếu không, lớp bên dưới sẽ vẫn còn ẩm và dính lại với nhau. Đặc điểm Dupont sơn mài. Ưu điểm. Về thiết kế, lớp phủ sơn mài trên bật lửa vô cùng bóng bẩy, đẹp mắt. Chiếc bật lửa Dupont toát lên vẻ sang trọng, cao cấp ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Thiết kế này cũng giúp chủ nhân toát lên vẻ quyền quý, thượng lưu. Ngoài ra, các mẫu bật lửa sơn mài đa dạng về họa tiết, mỗi người sẽ dễ dàng chọn được chiếc bật lửa phù hợp với cá tính riêng của mình. Hoặc các bạn có thể mua làm quà tặng cũng cực kỳ thích hợp với họa tiết mang nhiều màu ý nghĩa khác nhau. Một ưu điểm của kỹ thuật sơn mài là rất bền màu với thời gian. Đây chính là ưu điểm rất lớn khiến bật lửa Dupont luôn giữ được vẻ đẹp sang trọng, tinh tế. Nhược điểm. Bên cạnh những tính chất vượt trội, các mẫu bật lửa sơn mài có một số nhược điểm nhỏ. Tiếng kêu của bật lửa hay âm thanh đóng mở nắp không được hay. Do được phủ một lớp sơn mài nên âm thanh này không được hay như bật lửa Dupont thép khối. Tuy nhiên, nếu bạn thích những âm thanh mang chất riêng thì có lẽ âm thanh này sẽ là một sự lựa chọn độc đáo. Trên đây, Ambe đã giúp các bạn tìm hiểu về Dupont sơn mài độc đáo làm nên thương hiệu của bật lửa Dupont. Các bạn hãy ghé website của chúng mình để tham khảo những mẫu bật lửa Dupont đẹp nhất cùng những ưu đãi hấp dẫn nhé. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Ambe. Nhớ nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm các video mới để ủng hộ shop nhé.